Xin chào tất cả các bạn. Những ngày cuối năm này đang cảm thấy là không khí nào đẹp đang trở nên nôi nức hơn bao giờ hết. Và rất là nhiều người vẫn inbox hỏi Nga tư vấn một cái giải pháp hoặc là một cái sản phẩm nào mà nó đa di năng một chút xíu. Bởi vì những ngày này thì các chị em đang mong muốn cho mình rất là nhiều nhu cầu khác nhau trên da. Chẳng hạn như vừa làm sáng đang đồng đều màu sắc, vừa làm kiềm dầu xe kết lỗ chân lông, cũng như là xóa đi những cái nếp nhăn xấu xí và làm cho da căng mịn hơn, vân vân. Thì thực sự để mà đáp ứng đầy đủ và tất cả những cái yêu cầu đó, chúng ta không thể không tìm đến một cái hoạt chất mà đang nghĩ rằng nó là hoạt chất vàng trong làng mỹ phẩm hiện đại, đó chính là niacinamide. Và hôm nay thì Na đã tìm được một cái sản phẩm vô cùng ưng ý và muốn chia sẻ với mọi người đây. Thành phần niacinamide với một cái nồng độ rất là tối ưu lên tới 13%, thì các bạn biết rằng sẽ phát huy được một cách tối đa cái vai trò và cái hiệu quả của niacinamide trong cái việc ức chế hình thành các cái melanin và sắc tố mới, từ đó cho làn da của chúng ta tươi sáng hơn, hoặc là kích thích cái sự tái tạo của sợi collagen, sợi elastin trong da để giúp cho da căng bóng, xóa mờ những cái nếp nhăn li ti. Và không những vậy thì niacinamide còn là một cái thành phần mà làm dịu rất là hữu hiệu cho những cái nền da mà đang nở viêm sưng tấy, đặc biệt đối với nền da mụn thì niacinamide còn có tính chất kháng khuẩn, kiềm dầu và xe kết lỗ chân lông nữa đó. Và sản phẩm mà Na đang nhắc đến đó chính là Super B Complex của ASAP, một cái hãng dược mỹ phẩm mà rất là nổi tiếng của Úc. Cái điều đầu tiên mà phải kể đến đối với sản phẩm Super B đó là một cái bản thành phần mà Na thấy là vô cùng đẹp. Ngoại trừ thành phần niacinamide 13% đa di năng giống như Na vừa nói, thì sản phẩm còn bổ sung một cái hoạt chất mà Na cũng rất là yêu thích, đó chính là hyaluronic acid, nhưng nó là dạng HA liên kết chéo. Và các bạn biết rằng cái độ giữ ẩm như là việc làm tăng thể tích để mà tạo độ căng mượt cho da của cái HA liên kết chéo thì nó cao gấp 5 lần so với HA bình thường. Chính vì vậy nó sẽ khôi phục độ ẩm và làm cho da của chúng ta luôn luôn mịn màng, căng bóng những ngày này, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Ngoại trừ niacinamide hay còn gọi là vitamin D3 thì trong ASAP Super B còn có vitamin B5 hay còn gọi pantenol và vitamin B9 hay còn gọi là acid folic, là những cái hoạt chất mà từ trước đến nay rất là hữu hiệu trong việc là giảm kích ứng, phục hồi da cũng như là tái sinh một cái làn da khỏe mạnh và đều màu tươi sáng. Không những vậy thì những cái hoạt chất chống oxy hóa và chống lão hóa ở trong Super B mà Na rất là ưa thích đó là resveratrol, là một cái chất mà chống oxy hóa nội sinh, nghĩa là ban đêm khi mà chúng ta ngủ chẳng hạn, cái tế bào của chúng ta vẫn già đi, vẫn tổn thương vì những cái tiến trình lão hóa nội sinh từ bên trong, thì resveratrol sẽ giúp cho các bạn ngăn ngừa cái tiến trình đó. Và vẫn chưa hết, nếu các bạn mong muốn một cái tác động mà tẩy da chết đồng thời bằng những cái loại AHA êm dịu, chẳng hạn như glycolic acid hoặc là lactic acid, và cái tác động làm dịu cũng như là cái sự fresh ở trên da, thì cái chiết xuất những cái loại thực vật ở trong Super B cũng sẽ mang lại cái hiệu quả và cái tác dụng này cho bạn. Na tin chắc rằng tất cả những cái nhu cầu mà chúng ta đang hướng tới, từ cái chuyện trắng da cho đến cái chuyện chống lão hóa cho đến cái chuyện kiềm dầu và ngăn ngừa mụn, thì đều có thể đạt được với một cái chai sản phẩm khá là nhỏ bé như thế này. Và về mặt kết cấu cũng là một cái điểm cộng của sản phẩm các bạn nhé. Đây là một cái sản phẩm có kết cấu dạng gel, do đó có thể dùng ban ngày hay là ban đêm cũng đều rất là dễ chịu. Bởi vì khi mà chúng ta bôi lên da thì cái độ thẩm thấu rất là nhanh chóng, hoàn toàn không tạo cái cảm giác mà bị bếp bát nhờn rít khó chịu gì cả. Và nó có một cái mùi tương đối cỏ cây một chút xíu, đang nghĩ rằng đây là mùi của cam thảo, nó tạo cho mình một cái cảm giác khá là dễ chịu khi mà bôi lên trên da mặt. Và một cái điểm vô cùng đặc biệt đó là Super B với thành phần niacinamide là một cái hoạt chất rất dễ chịu và rất là tối ưu khi phối hợp với những hoạt chất khác, chẳng hạn như là hoạt chất retinol 1% trong sản phẩm Super A và hoạt chất AHA, BHA cũng như là các cái peptide trong cái sản phẩm Radiant Serum nữa đó. Thì đây là bộ ba sản phẩm của ASAP mà đang nghĩ rằng rất là tối ưu cho những cái nền da mà có nhu cầu trị liệu chuyên sâu để mà nâng tông cũng như là giải quyết các cái vấn đề về lão hóa và nhờn mụn nói chung. Với một bản thành phần đẹp như mơ cũng như rất là nhiều ưu điểm mà Nam vừa chia sẻ, thì tin rằng sản phẩm Super B sẽ là một trong những cái lựa chọn để cho chúng ta dưỡng da quanh năm suốt tháng và đặc biệt là trong những ngày Tết này. Và nếu như mà bạn nào đã từng thử sản phẩm Super B của ASAP thì hãy bình luận để mà phản hồi cái sự nhận xét của các bạn cho bác sĩ Nam biết, xem các bạn có yêu thích sản phẩm này giống như Nam không nhé.